vấn đề là sắp xếp cho các em đi thực tập. Hiện nay thì hầu hết các em đã có nơi thực tập chưa? Đúng không ạ? Đang đợi xác nhận của Dạ các em. À rồi rồi. Thì cái nhóm mà mình hướng dẫn thì mình cũng cho các em cái thời gian dài ra để mà trước hết thì chúng ta có thể liên hệ từ bản thân chúng ta đi liên hệ trước đã. Tại vì ngoài cái vấn đề thực ra thì khoa thì cũng chỉ có thể sắp xếp cho các em ở cái khu vực ở thành phố Đà Lạt là chủ yếu thôi, chứ còn lại là những cái địa phương mà các em đang sinh sống thì nhiều lúc là khoa không thể sắp xếp cái nơi thực tập ở địa phương, do đó chúng ta phải tự thân vận động trước. Và ngoài ra thì không biết là nhóm thầy Ân chiều nay thì thầy Ân cũng đã đề xuất, không phải là đề xuất mà cũng đã nói lên vấn đề, và cô Thiên thì cũng đã giải quyết vấn đề rồi. Đó là do cái tình hình dịch bệnh dẫn đến là trước đây á, khi mà chúng ta thực tập thì không quá 2 sinh viên ở một cái công ty. Tuy nhiên thì nhóm thầy Ân thì không biết là nhóm thầy Ân là có hướng dẫn bên quản trị hay không thì tôi không biết. Tuy nhiên thì vấn đề là từ cái vấn đề của thầy Ân thì hiện nay thì cô Thảo cũng như là cô Thuyên cũng đã đề xuất rằng là nếu mà chúng ta khó khăn trong vấn đề tìm nơi thực tập thì có thể là 3 hoặc 4 bạn, nói chung là cũng không có tối không giới hạn như xưa nữa, có nghĩa là 2 bạn một một nơi đúng không ạ, mà có thể là tăng cái số lượng cho phép các em là từ 3 đến 4 bạn tiến hành thực tập ở một cái doanh nghiệp. Tuy nhiên có một cái đặc điểm rằng là cái chuyên đề á, cái nội dung về chuyên đề, cái vấn đề mà chúng ta viết về cái chuyên đề tốt nghiệp á thì các bạn nên lưu ý rằng là không thể trùng nhau nhớ nha. Tại vì chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là chúng ta thực tập ở một cái doanh nghiệp nào đó và cả 2 bạn thì đều có hướng về marketing, cũng như là dẫn đến là chúng ta viết cái đề cương liên quan đến vấn đề lĩnh vực marketing thì nhiều lúc là do cùng một công ty, do đó thì cũng làm khó cho thầy cô khi chấm điểm. Do đó thì các em lưu ý rằng là chúng ta nên lựa chọn, mặc dù là cùng một công ty, tuy nhiên thì nên lựa chọn cái chủ đề không trùng nhau để mà tránh cái trường hợp là thầy cô so sánh nữa, đúng không ạ? Nhiều lúc cái số liệu tôi không biết như thế này, anh cùng một công ty mà anh này anh viết về cái vấn đề này cũng một số liệu này, mà anh kia viết về vấn đề kia về một số liệu kia thì nhiều lúc là nó sai, như vậy thì cả hai cũng đều bị ảnh hưởng. Và hiện nay thì một số thầy cô cũng đề xuất, tuy nhiên thì chiều nay thì mới là họp thôi, còn lại là thống nhất như thế nào thì mỗi người thì cũng chỉ nêu cái quan điểm thôi chứ cũng chưa thống nhất lắm, rằng là sẽ có trường hợp là cho phép các em. Tôi chỉ nói về vấn đề là chiều họp thôi, chứ còn mà thống nhất hay chưa thì tôi sẽ thông báo với các em sau, là cho phép các em là thực tập tại nhà. Tôi cũng không hiểu cái từ thực tập tại nhà như thế nào. Tuy nhiên thì cô Thiên cũng giải thích đó là nếu mà chúng ta không tới được cái nơi thực tập, chẳng hạn như ở một số các vùng mà hiện nay cái dịch bệnh nó tăng nhanh thì tăng mạnh, thì nhiều lúc là chúng ta không thể tới nơi thực tập mặc dù là cái công ty đó họ chấp nhận chúng ta thực tập đúng không ạ. Tuy nhiên vấn đề là giãn cách xã hội dẫn đến là chúng ta không thể tới hàng ngày được. Tuy nhiên thì đó lý do tại sao mà có thể cho chẳng hạn như là trong vòng khoảng thời gian là 2 tháng rưỡi đó thì các em có thể rằng là 1 tuần hay 2 tuần hay 1 tháng gì đó chúng ta tới công ty để mà có thể xin số liệu hoặc là làm cái gì đó. Nói chung thì tóm lại thì dù là dịch bệnh hay không dịch bệnh thì ta đa số tôi thấy các em chủ yếu rằng là công ty thì họ cũng chỉ cho chúng ta là tối đa thì chúng chắc 10 ngày trở lại thôi, còn lại thì đa số chúng ta ngồi viết cái chủ đề mà chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên thì ở đây mình nói rồi là cô Thiên có đề xuất liên quan đến vấn đề là thực tập tại nhà, có nghĩa là cái nơi đó nhận rồi. Tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta không thể tới để mà có thể thực tập như yêu cầu thì chúng ta có thể viết cái chuyên đề tốt nghiệp ở nhà. Tuy nhiên vấn đề là chúng ta phải đảm bảo được cái nội dung nó xác thực với lại là cái tình hình của cái doanh nghiệp mà chúng ta đang thực tập. Một cái nữa đó là có thể là cái thời gian thực tập của chúng ta sẽ dài ra một tí, tại vì là lúc nãy thì đây thì tôi cũng không có để ý lắm, cũng như là cô Thanh là cô giáo vụ cô đưa ra cái thời hạn, thực ra thì xưa nay thì cứ thực tập là cứ tính khoảng 2 tháng rưỡi kể từ ngày thông báo đúng không ạ, dẫn đến là chẳng hạn như là từ ngày 15 tháng 11 dẫn đến là ngày khoảng là 29-30 tháng 1 thì các em sẽ phải nộp về trường. Tuy nhiên thì hình như là 29 hay 30 tháng 1 thì nó lại rơi vào Tết đúng không ạ. Dẫn đến là có thể rằng là thầy cô cũng sẽ cũng như là vấn đề dịch bệnh do đó thì chúng ta sẽ có thể kéo dài cái thời gian ra một tí,
chẳng hạn như là thay vì 2 tháng rưỡi thì có thể là thêm 1 đến 2 tuần nữa để cho chúng ta đảm bảo hoàn thành cái chuyên đề tốt nghiệp. Đó là những cái vấn đề mà chiều nay liên quan đến vấn đề là thực tập của khóa các em thì các thầy cô cũng trao đổi. Ngoài ra thì các em lưu ý rằng là chắc cái này thì các cái nhóm cũng không có nhiều, đúng không ạ? Các cái nhóm mà đã tham gia trong vấn đề nghiên cứu khoa học sinh viên thì chắc là cũng các em cũng đã nhận được cái thông báo của thầy cô hướng dẫn cũng như là của cô giáo vụ, đó là cái nhóm mà sinh viên nghiên cứu khoa học làm chuyên đề thực tập thì sẽ vẫn được khuyến khích về điểm. Thì cái này là các em biết rồi đúng không ạ? Thì trước đây thì thông thường thì tùy theo nếu mà chủ nhiệm đề tài thì được cộng bao nhiêu điểm đó, cũng như là các cái thành viên. Tuy nhiên các em lưu ý rằng như thế này, trước đây khoảng cỡ 3 đến 5 năm về trước thì chủ nhiệm đề tài lúc đó thì chính sách của khoa khác đúng không ạ? Cái sự chỉ đạo của ban chủ nhiệm khoa khác là chủ nhiệm đề tài là ô tô là được điểm A. Có nghĩa rằng là và cho phép là phát triển cái đề tài nghiên cứu của chúng ta lên. Tuy nhiên thì hiện nay thì ban chủ nhiệm khoa mới cũng như là chương trình nói chung là những cái quy định mới dẫn đến là chúng ta cũng phải đi thực tập. Dù là chúng ta là chủ nhiệm đề tài hay là thành viên thì không nói rồi, chúng ta cũng phải làm đi thực tập để mà có thể viết được cái chuyên đề. Hình như khóa luận thì tôi không có rõ lắm, tuy nhiên ở viết chuyên đề thì nếu mà các bạn đã đăng ký chuyên đề thì chúng ta sẽ phải viết chuyên đề thì chúng ta sẽ được cộng điểm. Và có một cái đặc điểm là các em lưu ý rằng là cái điểm đó thì nó cũng chỉ mang tính chất khuyến khích tượng trưng thôi, có nghĩa là nửa điểm hay 1 điểm mà thôi. Còn lại cái điểm mà để mà chúng ta đảm bảo được cái điểm cao á thì còn căn cứ vào cái nội dung của cái chuyên đề tốt nghiệp. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ có một cái phần đó là chúng ta phải gửi báo cáo liên quan đến vấn đề là gọi là sổ nhật ký đúng không ạ, về cái quá trình thực tập. Thì nhóm của tôi thì nhiều lúc là tôi chỉ yêu cầu rằng là sau khi mà chúng ta thực tập xong thì nộp lại cho tôi cuốn đó, chứ nhiều lúc cũng không cần phải báo cáo tôi từng tuần đúng không ạ, tại vì hiện nay đâu phải dễ mà chúng ta có thể đi cả tuần được như là trước đây. Do đó thì vấn đề là bên cạnh cái chuyên đề tốt nghiệp chúng ta làm tốt thì thầy cô cũng phải dựa vào cái thực tế là các em đã thực hiện những vấn đề gì thì thông qua cái nhật ký, sổ nhật ký thực tập thì 2 cái cuốn đó thì nó sẽ kết hợp lại là điểm của chúng ta. Cũng như nhóm của các tôi, cũng như của nhóm tôi, cũng như là tôi cũng nói chung luôn là chúng ta nên lựa chọn những cái doanh nghiệp nào nó tương đối tầm trung trở lên đúng không ạ, có nghĩa rằng là những cái doanh nghiệp mà nó họ có cái đầy đủ các cái bộ phận, chẳng hạn như doanh nghiệp thì có thể là doanh nghiệp sản xuất hoặc là có gì đó doanh nghiệp thương mại. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp đó thì người ta phải có đầy đủ các cái bộ phận của một doanh nghiệp, chẳng hạn như là phòng chúng ta thực tập ở phòng marketing thì nó phải có phòng marketing. Chứ nhiều lúc là viết lại viết về chuyên đề về vấn đề về marketing nhưng mà cuối cùng hỏi ở cái doanh nghiệp đó có phòng marketing hay không, nó tổng hợp ở trong phòng kinh doanh thì nhiều lúc nó cũng cũng ảnh hưởng đúng không ạ? Tại vì thầy cô nhiều lúc làm người ta sẽ bao giờ chúng ta cũng phải mô tả về cái doanh nghiệp của chúng ta thực tập thì qua đó thì người ta sẽ biết ngay rằng là doanh nghiệp này nó như thế nào đúng không ạ? Đặc biệt là nó có các cái bộ phận như thế nào, đặc biệt nó liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta cần cần viết đúng không ạ, cần nghiên cứu để mà viết cái chuyên đề tốt nghiệp đó. Thì các em lưu ý rằng là chúng ta đừng có lựa chọn những cái doanh nghiệp nhỏ quá. Trước đây thì có một cái nhóm nhóm đó làm nghiên cứu khoa học sinh viên. Tôi cũng chắc là tôi cũng đã nói với các em một lần rồi, không biết là nói gì chưa, nhưng mà vừa rồi hình như ca đó là ca 41 thì phải, thì có một nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đúng không ạ. Tuy nhiên thì có một bạn bạn lựa chọn cái doanh nghiệp nó quá nhỏ, nó không có cái gì, nó giống như là chỉ có vài người, dẫn đến là cái điểm mà thầy cô hướng dẫn không thể cho cao được đúng không ạ? Mặc dù là các em có điểm khuyến khích đấy đúng không ạ, nhưng mà cái điểm khuyến khích không chẳng có giải quyết được vấn đề đúng không ạ. Do đó thì mình nói rồi, để mà đảm bảo cái điểm của chúng ta sau tất cả điểm vẫn là quan trọng nhất và nó là ảnh hưởng trực tiếp với chúng ta tại cái chấm cái tín chỉ liên quan đến vấn đề chuyên nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp hình như tới bốn bốn chỉ lận đúng không ạ. Nếu mà cái điểm chúng ta thấp quá thì nhiều lúc nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái tổng điểm của chúng ta mà nhiều lúc là chúng ta không thể ra trường được đấy đúng không ạ. Do đó thì chúng ta cần phải lưu ý là đảm bảo thế nào. Thì thật ra thì thầy cô cũng không có khó khăn như là dạy các môn học,
Khi mà chúng ta viết chuyên đề tốt nghiệp, tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta phải tuân thủ các cái quy định cũng như là các cái hướng dẫn mà mỗi thầy cô đưa ra để mà chúng ta nắm. Thì tôi đang cho cái nhóm các bạn lựa chọn trước đây, đúng không ạ? Sau đó lựa chọn thì khoảng cỡ tuần sau tôi hỏi tình hình như thế nào. Nếu mà chúng ta chưa sắp xếp thì tôi sẽ báo cáo về trường, để mà trường báo cáo về khoa, để khoa có thử là sắp xếp được cho các bạn, đặc biệt là khu vực thành phố Đà Lạt hay không. Tuy nhiên thì cũng không có thể không khó lắm để mà chúng ta có thể thực tập ở một doanh nghiệp nào, đúng không ạ? Hiện nay thì có rất là nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nên lựa chọn một tí, chứ không phải rằng là ai nhận thì chúng ta cũng vô, đúng không ạ? Tại vì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái điểm của chúng ta đấy, tôi biết cái vấn đề đó. Và vấn đề khi viết thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của thầy cô. Viết thì tất nhiên là nó có mẫu rồi, thầy cô cũng đã hướng dẫn. Chẳng hạn như là chúng ta cũng có một cái buổi, không biết rằng là khoa hay cô giáo vụ có gửi cho chúng ta cái mẫu để viết chuyên đề tốt nghiệp hay chưa, thì chắc là có rồi, thì chúng ta phải dựa dựa theo mẫu mà viết. Thì các em lưu ý rằng là chúng ta cũng nên tập trung. Thực ra thực tập thì nhiều lúc là tôi nghĩ rằng là chỉ mất khoảng 10 ngày đổ lại là thực tế thôi, trước đây cũng vậy, còn lại chúng ta tập trung vào vấn đề viết. Và hiện nay thì trước đây thì nó chưa có một cái barem chấm điểm chuyên đề tốt nghiệp, do đó thì nhiều lúc cũng nó cũng mang tính chất là do thầy cô, đúng không ạ? Mỗi thầy cô nhiều lúc nó cũng hơi mang tính cảm tính một tí, đó là do. Tuy nhiên thì hiện nay thì khoa cũng đã xây dựng được một cái barem chấm điểm cho chuyên đề tốt nghiệp. Thì các em cũng cần lưu ý rằng là chúng ta cũng phải tuân thủ những cái bước và thầy cô sẽ chấm các cái bước đó. Thì để tôi coi thử rằng là bữa nào tôi qua tuần đi, thôi ngày mai đi, nếu mà tôi tìm được cái 3 em chấm điểm đó thì chúng ta tôi gửi cho các em và các em coi đó để mà chúng ta viết. Nếu mà chúng ta viết mà không đúng theo những cái 3 em đó thì nhiều lúc cái điểm chúng ta thấp đấy, đúng không ạ? Dẫn đến nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái nhóm của mình. Thì mình sẽ hướng dẫn cách cụ thể, tuy nhiên ở đây thì lớp các em cũng cần phải lưu ý, đúng không ạ? Do đó thì mai mình sẽ tìm lại, không biết ở đâu rồi, trên mail mà thôi. Mình sẽ gửi cho lớp trưởng và lớp trưởng gửi cho các bạn để các bạn biết coi thử là cái 3 em chấm điểm như thế nào, các cái phần bây giờ là nó cụ thể hóa rồi. Và cái khóa của các em là cái khóa đầu tiên mà chấm theo 3 em điểm, chứ trước đây thì không có. Thầy cô giống như tôi thì tôi yêu cầu các phần đó lại đều phải có đầy đủ, đúng không ạ? Còn ngoài ra thì nội dung nó cũng tương đối là được rồi. Còn lại thì hiện nay thì người ta sẽ chẳng hạn phần đó không có trừ điểm, đúng không ạ? Dẫn đến thì để các em biết được thì mình sẽ gửi cho các em tham khảo trước để đảm bảo rằng là điểm của chúng ta thì khó đấy. Đặc biệt tôi nói luôn một cái vấn đề là chuyên đề tốt nghiệp thì trước đây tôi cũng cho nhiều bạn cho tôi cũng nhiều cho nhiều nhóm cho A rồi, tôi cũng đã phản biện rất là nhiều, tại vì vấn đề ở chỗ là điểm tối đa là A mà tại sao không cho người ta A, đúng không ạ? Những đến là tôi cũng cho rất là nhiều nhóm được A trước đây, tuy nhiên thì bây giờ nó đã có 3 em rồi, dẫn đến là khi mà có 3 em như vậy thì đảm bảo chúng ta sẽ có được điểm A, khác với lại trước đây. Trước đây nó vô hình chung, nó mặc nhiên là làm chuyên đề tốt nghiệp thì không thể nào được A, mà làm khóa luận tốt nghiệp thì hiển nhiên sẽ được A. Và mình cũng chấm các cái khóa luận tốt nghiệp thì mình thấy chẳng khác gì một cái chuyên đề tốt nghiệp, viết y chang, chẳng có khác gì. Trước đây thì mình chẳng hạn như thời xưa mình đi học là khóa luận tốt nghiệp là phải nghiên cứu đấy, giống như là một cái công trình nghiên cứu khoa học đó, chứ không phải là đi thực thực tập và viết đâu, nó khác hoàn toàn. Tuy nhiên thì do đó, tuy nhiên cứ mặc nhiên vậy đó. Do đó tuy nhiên thì hiện nay thì tôi biết rằng nó theo 3 em rồi, 3 em thì đảm bảo thầy cô sẽ dựa vào đó có thể chấm cho các em điểm A, khác với trước đây. Trước đây thì cứ mặc nhiên là chuyên đề tốt nghiệp thì không thể nào được điểm A, tôi chưa bao giờ thấy ai điểm A cả. Dẫn đến là có một thời gian tôi đã cho vài nhóm điểm A, tại vì người ta làm rất là tốt, đúng không ạ? Người ta viết rất là tốt, đúng không ạ? Thứ nhất là người ta viết tốt, và cái thứ hai là người ta cũng báo cáo cho tôi đầy đủ, thì không có cớ gì mà tôi cho họ điểm B cả. Các môn học của tôi cũng tương tự như vậy, nếu mà các em làm tốt, đúng không, đầy đủ các cái bài kiểm tra cũng như là thi tốt thì không cớ gì mà được điểm B, đúng không ạ? Dẫn đến là tuy nhiên thì hiện nay là chấm theo 3 em rồi, do đó các em cũng cố gắng một tí, chấm theo 3 em thì nó sẽ chặt hơn chứ không phải là đơn giản hơn. Trước đây thầy cô có thể là đơn giản hơn, tùy thuộc vào thầy cô có thể là đơn giản hơn, nhưng hiện nay đa số đã theo 3 em thì người ta sẽ chấm theo 3 em. Nếu em không có nội dung đó thì coi như là người ta không cho em cái điểm đó, dẫn đến điểm nó sẽ chặt hơn, nhưng bù lại các em sẽ có thể đạt được điểm A.
Do đó thì mình nói rồi, chúng ta cũng cố gắng một tí để cái này nó cũng ảnh hưởng tới các em, đúng không ạ? Đặc biệt là cái chỉ của nó hơi 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 nhiều, đúng không? Hình như là 4 chỉ đúng không? Dẫn đến là nếu mà chúng ta được điểm C hay điểm D thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là liên quan đến vấn đề là chuyên đề tốt nghiệp. Một cái nữa là hiện nay thì coi như là chúng ta đã là năm cuối rồi, và các em lưu ý rằng là chúng ta phải đảm bảo đầy đủ các cái môn học, bắt buộc thì không nói, tín chỉ, tự chọn thì chúng ta cũng phải đảm bảo các cái khối ngành phải có, chẳng hạn như là một số khối ngành mặc dù nó là tự chọn nhưng bắt buộc là phải có, chẳng hạn như là các cái khối ngành năm nhất, năm hai, về khối ngành về tự nhiên, khối ngành về xã hội, các cái môn học đó là chúng ta phải có, thì các bạn cũng phải nên xem lại rằng là trong suốt cái chương trình 4 năm học chúng ta đã tích lũy đầy đủ. Tất nhiên rồi, điểm là quan trọng nhất, nhưng có những cái môn mà chúng ta không có thì khi mà họ xét tốt nghiệp thì họ thấy rằng là cái khối ngành này chúng ta không có đăng ký học thì cũng có thể là rớt, thì cũng không có thể là người ta xét tốt nghiệp được. Và hiện nay thì bắt đầu là trường đã mở cho các em đăng ký các cái môn học, đúng không ạ? Cho khóa 40, từ khóa 42 cho đến 44. Do đó thì chúng ta lưu ý rằng là nếu mà chúng ta thiếu môn học nào bắt buộc cũng như là tự chọn cũng như là để mà đảm bảo tín chỉ đủ chấm, đúng không ạ? Thì chúng ta cố gắng đăng ký một cách đầy đủ để đảm bảo ra trường đúng thời hạn. Ngoài ra thì những bạn nào mà chưa có các cái chứng chỉ liên quan đến vấn đề tin học ngoại ngữ thì chúng ta cũng cố gắng tập trung để mà có trước khi mà trường xét tốt nghiệp cho chúng ta. Thì cũng chúc cho các em thứ nhất rằng là an toàn trong mùa dịch bệnh, cái thứ hai là làm tốt cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là cái chuyên đề tốt nghiệp, cũng như rằng là đảm bảo các cái môn học trong học kỳ này. Học kỳ này thì chắc cũng không có nhiều môn lắm, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải đảm bảo điểm cho nó tương đối. Thông thường thì lên năm tư rồi thì các cái môn học trong trong năm tư thì đa số là môn tự chọn, đúng không ạ? Và các thầy cô thì tôi cũng không biết lắm, nhưng mà chắc cũng không có khó khăn đối với chúng ta, đặc biệt là năm tư rồi, khác với lại là năm nhất, năm hai, đúng không ạ? Dẫn đến là chúng ta cũng phải cố gắng để mà hoàn thiện cái chương trình 4 năm đại học của mình một cách thành công, đúng không ạ? Tốt đẹp. Rồi, chúng ta có thắc mắc gì không về các cái vấn đề liên quan đến vấn đề là môn học trong học kỳ này có vấn đề gì không? Cái thứ hai đó liên quan đến vấn đề đặc biệt là chuyên đề tốt nghiệp. Chúng ta cũng cố gắng để mà tại vì vấn đề là chiều nay mới họp thôi. Mặc dù tôi biết là họp thì nó phải trải qua một quá trình ban chủ nhiệm khoa người ta tiếp nhận thông tin, người ta xử lý thông tin rồi đưa ra các văn bản chính thức liên quan đến vấn đề là thực tập của chúng ta, dẫn đến là nếu mà các bạn nào vẫn còn thắc mắc thì chúng ta nêu ý kiến đi để mà mình có thể là hỏi thêm ban chủ nhiệm khoa, từ đó người ta có thể có những cái văn thực ra gọi là văn bản không đúng, nhưng mà có những cái thống nhất để mà giải quyết các cái tình hình của mỗi nhóm của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, các bạn nào thắc mắc liên quan đến vấn đề thực tập không? Thứ nhất là liên quan đến vấn đề học kỳ này, các môn học có khó khăn không? Tôi cũng không dám nói khó khăn không. Nhiều lúc học online thì nó cũng khá đơn giản hơn so với chúng ta học tập trung, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn trong vấn đề nghiên cứu, đỡ phải đi lại, đúng không ạ? Rồi, các bạn nào thắc mắc gì không? Cái nhóm, đặc biệt là liên quan đến vấn đề là thực tập. Có ai có ý kiến gì hả? Rồi, mời bạn Quang. Dạ thưa thầy, cho em hỏi câu là tại vì cái doanh nghiệp mà em thực tập á là mới hoạt động chưa đầy 3 năm thì có sao không? Không sao, quan trọng là mình nói là cái quy mô của doanh nghiệp đó có lớn không? À dạ rồi, dạ em cảm ơn thầy ạ. Dạ. Quan trọng cái quy mô thôi, chứ cái mới thành lập hay không thành lập, nhiều lúc mà anh thành lập mà anh mới thành lập mà cái vốn của người ta tới cả ngàn tỷ thì nó là cái gì đâu, đúng không ạ? Dẫn đến là mình nói rằng là một cái doanh nghiệp không quan tâm là cái thời gian họ mới hình thành hay là hình thành lâu rồi, tuy nhiên nó phải đáp ứng đầy đủ các cái bộ phận trong một cái doanh nghiệp. Thì mình nói rồi, doanh nghiệp hiện nay có hai loại đó, doanh nghiệp sản xuất
và doanh nghiệp thương mại đúng không ạ? Tuy nhiên nó vẫn có thể các đầy đủ các cái bộ phận cơ bản, chẳng hạn như là phải có phòng về sản xuất thương mại, phải có phòng marketing đúng không ạ? Tại vì lúc tôi thấy là các bạn đa số viết về marketing, hoặc là chúng ta thực tập ở một cái doanh nghiệp sản xuất, chúng ta viết về vấn đề sản xuất đúng không ạ? Quản trị sản xuất chẳng hạn như là về tồn kho hay về vấn đề gì đó, cũng như là nhân sự, cũng như là kinh doanh, cũng như là phòng bán hàng, các cái phòng, miễn sao nó có đầy đủ các cái bộ phận chức năng của một cái doanh nghiệp là được nhé. Rồi, chúng ta còn câu hỏi gì nữa không? Chúng ta đặt hết đi để mình tổng hợp lại, mình hỏi ban chủ nhiệm khoa một lần luôn. Dạ thầy ơi, Rồi, chào em. dạ thưa thầy, là em muốn hỏi là ví dụ như mình thực tập ở nhà thì nhật ký thì mình phải ghi sao thầy? Rồi mình sẽ tiếp nhận thông tin đúng không ạ? Tại vì bây giờ chẳng hạn như là nhật ký, đó là nhật ký mà chúng ta sẽ thực tập tại cái doanh nghiệp đó. Tuy nhiên vấn đề là do có thể rằng là không thể tới đó một cách thường xuyên, thì nhật ký sẽ ghi như thế nào và đảm bảo đầy đủ các cái nội dung mà khoa yêu cầu. Rồi mình sẽ báo lại cho lớp. Rồi cái này mình phải hỏi lại đó. Đúng rồi, đó là do tại sao các em nên hỏi đi. Nhiều lúc mà mình các em mới là cái người trực tiếp bị ảnh hưởng, cho tôi nhiều lúc thì cũng không có để ý lắm đâu. Rồi rồi cảm ơn bạn Nhi, mình sẽ hỏi lại đúng không ạ? Các cái nội dung liên quan tới vấn đề là ghi sổ nhật ký thực tập thì như thế nào, nếu mà cái vấn đề là chúng ta không thể thường xuyên tới cái doanh nghiệp đó đúng không ạ? Rồi tại vì thông rồi nói nói chung là doanh nghiệp đó nó có mấy bộ phận. Trên là kinh doanh, ở dưới là dịch vụ. Anh nói gì cũng không rõ lắm đúng không? Thực ra thì doanh nghiệp thì người ta có thể là cung cấp hàng hóa, có nghĩa là mua bán hàng hóa hoặc là cung ứng dịch vụ gì đó. Còn lại là phải đầy đủ các phòng chức năng. Nhưng mà em muốn biết về cái gì? Marketing hả? Marketing thì nhiều lúc là trong phòng kinh doanh người ta kết hợp giữa phòng mua hàng, phòng bán hàng, phòng marketing. Nhiều lúc cái doanh nghiệp nhỏ đó lý do tại sao mình nói rồi, tùy thầy cô thôi, có thầy cô người ta không chịu vấn đề đó đâu. Ở chỗ là cái doanh nghiệp nhỏ thì nó có một cái phòng kinh doanh, nó gọi là phòng kinh doanh nhưng mà nó tổng hợp tất cả mọi thứ trong đó, có ông về marketing, có ông về bán hàng, có ông về thu mua cung ứng, có ông về kho vận. Nếu mà doanh nghiệp mà bán, có nghĩa là gì, mọi thứ nó tổng hợp vào một cái phòng kinh doanh, dẫn đến khi mà chúng ta viết á nó khá là sơ sài, tại vì chúng ta có thông tin, chúng ta có số liệu gì nhiều đâu để viết về cái bộ phận đó đúng không ạ? Do đó thì cũng phải xem lại nha Sang. À, bán xe Hyundai hả? À, ngay cái chỗ mà ngay cái chỗ 3 tháng 4 gì? À, cái đó thì được đấy, cái đó thì nó có dù gì thì cái doanh nghiệp đó nó là của thành công hay là của thằng nào? Ừ, ông đi thực tập mà ông biết, ông phải tìm hiểu trước chứ. Ừ, nói lại chúng ta phải tìm hiểu đúng không ạ? Thực ra thì các em lưu ý rằng là ngoài cái vấn đề là những cái người của công ty đó nói thì nhiều lúc người ta cũng không có rõ lắm đâu. Chẳng hạn như là tuy nhiên thì vấn đề chúng ta có thể thông qua cái website của họ để mình tìm hiểu thử đúng không ạ? Trong đó nó cũng có thể hiện các cái phòng chức năng. Thực ra thì nếu mà em nói về cái Hyundai đó tôi nghĩ là được đấy. Nếu mà nói ra thì nó cũng có đầy đủ các cái phòng ban trong đó chứ không phải không đâu. Đúng không ạ? Tại vì ý ông nói là ở trên là bà bán xe, ở dưới là dịch vụ sửa chữa, nôm na ông chỉ hiểu vấn đề như vậy thôi. Tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta phải tìm hiểu một cách tổng thể cái công ty đó trước khi mà chúng ta thực tập nha. Nhưng mà nếu mà nói về cái thằng Hyundai đó thì chắc tôi nghĩ nó cũng có đầy đủ các chức năng, nó sẽ có phòng kinh doanh, nó sẽ có phòng marketing, nó cũng có sẽ phòng, phòng bộ phận bán hàng. Nó có nghĩa rằng là gì, nó sẽ có cụ thể đó chứ không phải không đâu đúng không? Rồi nên theo mình nghĩ là được, nếu mà nhóm mình thì mình cũng có thể chấp nhận điều đó đấy. Nên nên vấn đề là các em phải nên tìm hiểu kỹ thông qua website của họ nữa. Chẳng hạn như là chúng ta trên website thì người ta thể thì thể hiện các cái phòng, chẳng hạn như phòng kinh doanh, phòng bán hàng hay phòng phòng marketing hay gì đó, thì chúng ta phải tìm hiểu sơ sơ bộ một tí đúng không ạ?
Tại vì trên đó thì người ta sẽ giới thiệu về cái công ty của họ. Rồi, công ty rồi, về cái thực tập thì mình sẽ phải hỏi để mà đảm bảo chúng ta viết cái gì trong đó nếu mà cái thời hay thời gian chúng ta đi thực tập. Tại vì vấn đề là nó sẽ có một cái khái niệm là thầy cô yêu cầu các em báo cáo từng tuần nữa. Tại vì theo cái quy định là cái sổ nhật ký này phải báo cáo cho giảng viên hướng dẫn từng tuần một đấy. Do đó thì mình sẽ phải hỏi kỹ lại. Rồi các bạn có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta hỏi hết Dạ thầy ơi, đi. Ừ. sổ nhật ký đó là một tuần viết một tờ hay là một ngày viết một tờ vậy thầy? À, thông thường thì tùy bạn. Có bạn thì bạn kỹ thì một ngày bạn viết một lần. Có bạn thì bạn bạn kỹ thì bạn 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 tại vì cái này là các em sẽ phải gửi theo tuần, dẫn đến là bạn sẽ tổng hợp cả một tuần đó. Thì thông thường như tôi đây, tôi chấm thì tôi chỉ coi là tổng hợp một tuần đó thôi, chứ tôi không có coi kỹ từng ngày một. Mặc dù là trong đó các em thể hiện là từng ngày một, nhưng khi mà các em gửi thì mình sẽ coi sơ bộ một tuần. À, trong tuần đó ở cái bộ phận đó thì em làm các cái nhiệm vụ gì thì chúng ta tổng hợp lại và chúng ta chỉ gửi cho giảng viên, thì tùy giảng viên thôi. Có giảng viên thì chẳng hạn như là tôi thì tôi chỉ yêu cầu gửi một lần thôi, có nghĩa là khi mà gửi cho tôi cái chuyên đề tốt nghiệp thì gửi luôn cho tôi cái sổ nhật ký và tôi coi trong đó, đúng không ạ? Nhưng cố gắng càng chi tiết càng tốt, tại cái đó là cái sổ nhật ký. Sổ nhật ký thì phải thể hiện theo ngày. À, các em lưu ý là phải thể hiện theo ngày, đúng không ạ? Có nghĩa là ngày hôm nay tôi làm cái gì, đúng không? Trong cái đã nói là thực tập mà, thì ngày hôm nay làm cái gì thì chúng ta cũng phải cố gắng ghi vào đó. Nếu mà các bạn mà tham gia cái thực tập một cách thường xuyên ở cái công ty đó hàng ngày thì chúng ta nên ghi ra càng chi tiết càng tốt. Tại cái đó thì người ta sẽ coi thử rằng là em tiếp nhận được kiến thức gì thông qua quá trình thực tập này thì thể hiện ở trong đó, đúng không ạ? Chứ còn cái chuyên đề thì thực ra cái chuyên đề là chúng ta viết về một cái vấn đề gì đó của cái doanh nghiệp đó mà thôi, đúng không ạ? Nên cố gắng viết các chi tiết vào, chi tiết từng ngày một. Nếu mà chúng ta đi từng ngày thì chúng ta viết từng ngày. À, tất nhiên rồi, viết những cái nội dung liên quan tới các hoạt động chính thôi, chứ đừng có chẳng hạn như là em quét nhà 3 lần hay em hút rác 1 lần. Không, ở đây là chúng ta thực tập ở bộ phận đó thì bộ phận đó hàng ngày làm cái gì, đúng không ạ? Chẳng hạn như nhiệm vụ chức trách của phòng marketing thì làm cái gì, đúng không? Chẳng hạn như là sáng nay đi nghiên cứu thị trường về ở đâu đó, thì cái đó người ta coi cái nội dung đó thôi, chứ còn lại những cái vấn đề mà khác thì các em đừng có đề cập vào, đúng không ạ? Chẳng hạn như là ở bộ phận, chẳng hạn như chúng ta thực tập ở bộ phận sản xuất đi, thì ở sản xuất thì nó có những cái chức năng nhiệm vụ gì, ở bộ phận mua hàng thì có chức năng nhiệm vụ gì, ở bộ phận bán hàng thì chức năng nhiệm vụ gì, hàng ngày họ làm báo cáo hay như thế nào đó, thì chúng ta cũng cố gắng, đúng không ạ, tiếp cận với lại là các anh chị để coi thử các anh chị làm gì. Thực ra thì nhiều lúc là người ta cũng không cho chúng ta làm đâu, tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta cứ giả định là chúng ta là một nhân viên, chúng ta cứ coi anh chị hàng ngày như thế nào, thì tất nhiên là các em lấy ý kiến của các anh chị ra là chúng ta viết cái nhật ký đó thôi. Thì nó sẽ, tại vì thầy cô thực ra cũng có biết là các em có đi hay không, đúng mà tôi đâu có thể nào biết đi hay không, đúng mà chúng ta. Do đó thì vấn đề là cái minh chứng rằng là chúng ta có đi thực tập là thông qua cái sổ đó, đúng không ạ? Dẫn đến là chúng ta cũng đi kèm một cái chi tiết. Còn lại thì trong trường hợp mà hiện nay chúng ta không thể tới công ty đó một cách thường xuyên, một tuần người ta chỉ cho tới 1 lần thôi, thì cái đó thì để mình hỏi lại nha. Rồi, các bạn có ý kiến nữa không? Còn bạn nào Dạ còn ý kiến nữa thầy ơi, không? Ơi. dạ thầy ơi, cho em hỏi là về cái viết nhật ký á, thầy thì mình có nêu rõ tên của đồng nghiệp hay quản lý sếp rồi các kiểu không thầy? Nêu rõ tên của ta. Không, nhật ký ở đây là chúng ta chỉ viết cái công việc hàng ngày chúng ta làm ở đó thôi, chứ chúng ta đừng có đề cập là anh A, anh B, anh C gì hết. Chúng có nghĩa là hàng ngày một ngày các em tới, chẳng hạn như em thực tập ở ngân hàng, ở bộ phận tín dụng, hay ở bộ phận hoặc là một doanh nghiệp đó, đặc biệt là về marketing đi, ở bộ phận marketing chẳng hạn, thì em viết là nhiệm vụ, cái công việc hàng ngày của một nhân viên marketing làm cái gì. Đồng thời là em cũng chẳng hạn như là để mà viết á, theo tôi nghĩ như thế này nè, em coi thử, em hỏi thử, tại vì nhiều lúc họ không cho chúng ta làm,
cho chúng ta ngồi ngồi quét rác hay là đi in đi ấn cho các anh thôi. Do đó thì vấn đề là tùy, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thực tập ở ngân hàng thì nó sẽ hay hơn. Ngân hàng người ta sẽ hướng dẫn một cách cụ thể, có nghĩa rằng là khi mà các bạn mình biết mà, khi mà các bạn đi thực tập á, ở ngân hàng ở bộ phận nào đó thì người ta sẽ hướng dẫn một ngày công việc, một ngày của một nhân viên giao dịch thì các em làm cái gì, đúng không ạ? Sáng làm cái gì, chiều làm cái gì, tối kết sổ như thế nào đó, thì đó là những cái nội dung mà chúng ta nên ghi vào nha. Chúng ta đừng có đề cập cái tên anh này, anh B, anh C giống thầy cô không quan tâm. Thầy cô chỉ quan tâm như tôi đây, tôi chỉ quan tâm là trong ngày hôm đó ở bộ phận đó em làm cái gì. Thì tất nhiên rồi, có làm rất là nhiều việc, nhưng cái người ta cần đó là em tiếp nhận được cái kiến thức gì từ cái bộ phận marketing, nhiệm vụ có nghĩa là gì, nhiệm vụ chức năng của họ làm cái gì thì em ghi vào cái đó. Ngày nào em chẳng hạn như là lập báo cáo hay cái gì đó, đúng không ạ? Thì chúng ta ghi vào, đó là những cái nội dung mà chúng ta nên ghi để thầy cô coi được. Chứ bây giờ chẳng hạn như là ngày này em uống cà phê với anh sếp A, anh sếp B, anh sếp C, người ta đâu quan tâm, đúng không ạ? Cũng như là những cái công việc mà nó không liên quan tới cái nội dung mà chúng ta đang thực tập thì thầy cô cũng không quan tâm. Do đó chúng ta không cần phải viết dài. Tôi nói với vấn đề là viết chi tiết ở đây là chi tiết liên quan tới cái chức năng nhiệm vụ của cái phòng đó, của một nhân viên một ngày họ làm cái gì. Thì thực ra một ngày thì ngày nào họ cũng làm cái việc đó mà thôi, đúng không ạ? Thì ngày nào chúng ta cũng ghi cái việc đó, còn lại cuối tuần thì chúng ta gửi về thôi. Đó, ngày em lên em làm cái gì vậy thôi, đó là nhật ký mà. Nhưng mà mình nói rồi, chúng ta nên ghi cái nội dung của cái nhiệm vụ, cái quy trình làm việc của một cái nhân viên ở bộ phận đó ra nha. Chúng ta phải nắm được, chứ nhiều lúc là thầy cô thực ra thì không có, người ta không có hỏi em, nhưng mà nhiều lúc em ghi trong đó, nhiều lúc em ghi sơ sài quá thì cái điểm của em nó sơ sài theo, đúng không? Chứ còn mà chẳng hạn như là có hai, đó lý do tại sao mà cái minh chứng để mà thầy cô chấm điểm của các em là sổ nhật ký và chuyên đề tốt nghiệp. Do đó chúng ta cố gắng, đúng không ạ, viết một cách chi tiết về cái nội dung. Chẳng hạn như là bây giờ nhóm của tôi đi, bạn A kêu rằng làm ở bộ phận đó, dở ra cái bộ phận đó thì không thấy nói gì bộ phận đó, đúng không ạ? Mà cứ đi viết cái bộ phận nào nào đâu mà coi như là tôi cảm thấy rằng nó bị lạc đề, đúng không ạ? Cũng tương tự như vậy thì cái chuyên đề tốt nghiệp cũng vậy. Nó phải cụ thể hóa, chẳng hạn như là chúng ta thực tập bộ phận nào thì chúng ta phải viết về vào bộ phận đó, chứ không thể nào mà thực tập thì ở bộ phận nhân sự nhưng viết về marketing, ai chấp nhận điều đó, đúng không ạ? Dẫn đến là chúng ta cần phải khớp, đúng không ạ? Khớp nhau, chứ không thể nào mà một số bạn thì kêu ồ, bộ phận nhân sự chẳng có gì để viết cả thầy, nên em viết về marketing, nhưng hỏi cái thực tập đâu, em thực tập ở bộ phận nhân sự, thế là lạc xong rồi, đúng không ạ? Thầy cô dễ thì không nói gì, có thể thôi thì cũng chấp nhận đi. Cho các em, thì một số thầy cô sẽ không chấp nhận điều đó đâu. Và có một số trường hợp mà người ta còn sinh viên chính quy thì không có, chứ sinh viên tại chức thì mình biết rằng là có đánh rớt, có nghĩa là chuyên đề tốt nghiệp thôi là đã rớt rồi đó. Do đó thì trường hợp này thì không biết là chấm theo barem thì có rớt hay không, thì cái đó là tôi cũng không rõ nha. Tuy nhiên thì vấn đề là chúng ta phải tập trung ngay từ đầu làm cái gì thì viết về cái đó, kể cả sổ nhật ký lẫn chuyên đề tốt nghiệp. Rồi, chúng ta đặt câu hỏi tiếp đi. Dạ thầy ơi, cho em hỏi chứ là về cái sổ thực tập á thầy, là ví dụ như là doanh nghiệp đó, họ không bắt mình đi hết cả tuần á thầy, mà mình họ Đúng. hỏi bây giờ họ chỉ đi họ chỉ kêu mình đi hai hai ba ngày thôi á, nếu vậy thì khi mà mình viết sổ thực tập là mình viết viết hết cả tuần là mình đi đi làm luôn hay là chỉ viết trong hai ba ngày đó thôi thầy? Theo kinh nghiệm của tôi nhé, là ngày nào tôi cũng biết hết đó. Hiểu ý không? Thầy cô thì có biết em đi hay không đúng không, nhưng mà vấn đề là ngày nào cũng viết ra cho tôi, tại vì vấn đề là nhiều lúc là cái công việc, thật ra thì tôi cũng đã đi làm 5 7 năm rồi, cái công việc ngày nào nó như ngày nào cả, đúng không? Nó chẳng có gì khác nhau. Do đó thì nếu mà các cái nhóm trước tôi cũng luôn luôn nói là chúng ta nên viết đầy đủ đấy, thầy cô cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng mà sơ sài quá thì điểm nó sơ sài, đúng không? Người ta kêu một tuần sao đi có một buổi, thời xưa á thầy cô khó tính thì chịu thôi. Thực ra thì tại sao mà thực tập thì 2 tháng rưỡi mà đi cuối cùng có 10 ngày trong đây ghi báo cáo, ghi cái sổ nhật ký đếm ra có 10 ngày 10 ngày, vậy còn lại thì 2 tháng rưỡi, 2 tháng anh đi đâu, đúng không ạ? Dẫn đến là thôi mình kêu các em cố gắng, đúng không ạ? Người ta nói cái thời gian thực tập thì ít nhất chúng ta cũng phải ghi cho mình 1 tháng, 1 2 tháng thì không có đâu, tại vì 1 tháng là thực tập, còn 1 tháng còn lại thì nôm na để cho chúng ta viết
cái chuyên đề tốt nghiệp. Còn lại thì thời gian còn lại để mà cho chúng ta chuẩn bị chỉnh sửa cùng với các thầy cô hướng dẫn, đúng không ạ? Tại vì bao giờ chúng ta trước khi nộp chính thức để mà thầy cô chấm điểm thì các em cũng lưu ý là chúng ta phải nộp đó trước đó khoảng 2 tuần, nhớ nha, 2 tuần. Đừng có hạn thì ngày 31 mà tới ngày 29 này em vẫn chưa xong thầy ơi, xin lỗi câu chứ điểm không thể cao được. Đó là cái điều mà các em cần lưu ý. Còn nói về thời gian thực tập thì chúng ta cố gắng đi, đúng không ạ? Ghi cho tôi 1 tháng mà, đó là tôi nói, đó là theo theo cái quan điểm của tôi thôi nghe. Chứ nhiều lúc là tại vì vấn đề thực tập thì mình cũng biết trong thực tế thì các em thời xưa tôi đi cũng vậy. Mặc dù là 3 tháng thực tập nhưng mà cuối cùng cái doanh nghiệp đó người ta có chấp nhận khoảng hình như hơn 2 tuần, còn 2 tuần còn lại thì người ta anh nói một câu thôi thì em về em viết đi chứ bây giờ ngày nào lên đây cũng từng đó việc. Người ta cũng thấy ngại do đó thì, nhưng mà tuy nhiên thì vấn đề các em cũng cố gắng trong đã cái gì nói có sách mách có chứng, đúng không ạ? Thầy cô nhiều lúc là kêu đi có 1 tuần tôi cho điểm 1 tuần, đi 1 tháng tôi cho điểm 1 tháng khác đi chứ, tại vì vấn đề ở đây chúng ta nên nhớ người ta đánh cái vấn đề là thực tập, cái chuyên đề tốt nghiệp chưa chưa chắc nó đã là cái yếu tố mà để cao điểm đâu, tại vì chuyên đề tốt nghiệp thì nhiều lúc là nó cũng không biết thì năm nay thầy cô có anh nhiều chuyên khoa có đề xuất lên vấn đề là phải sử dụng cái phần mềm chống đầu văn nữa cơ, do đó chúng ta cũng phải cẩn thận. Có hai, tại vì hiện nay thì đang khó lên rồi, ngoài ra cái ba rem thì nó sẽ có một cái phần mềm chống đầu văn, điều đó có nghĩa rằng người ta sẽ đưa vô phần mềm đó qua chỗ thầy Nguyễn Văn Tuấn đó, nếu chúng ta học cái môn nghiên cứu khoa học rồi đó, hiện nay là chuyên đề tốt nghiệp cũng đưa qua cái đó. Đưa qua cái đó làm ca phát mà tới 80% cóp ở đâu là xong đó, rớt đó, nhớ nha. Đó thì vấn đề là làm thực tập thì cái thời gian sổ nhật ký các em cứ để cho tôi 1 tháng đi. Mùa này thì tôi không biết, tại vì nó sẽ có trường hợp là khoa có chấp nhận cho cái này là mới đề xuất thôi chứ cũng chưa có chấp nhận đâu nghe. Do đó vấn đề là cho phép là thực tập tại nhà hay không, có nghĩa là lâu lâu lên lên ấy thì cái đó vấn đề khác, còn lại nếu không có thì chúng ta cố gắng một tí đi lên 1 tuần nhưng viết 1 tháng cho tôi, đó là theo kinh nghiệm của tôi, điểm điểm môn cao là vậy, đối với tôi là vậy. Mấy các bạn mà tôi hướng dẫn nhớ chú ý nha, đây là mình chỉ hết nước rồi đó, chứ bữa sau mà tôi nói rồi nếu mà ghi cho tôi có vài ngày là tôi cho điểm vài ngày đó. Nói chơi vậy thôi nhưng mà chúng ta cố gắng. Cái hai cái thứ đó là cái thứ mà thầy cô dựa vào để chấm điểm chúng ta, vì người ta cũng đâu có, chẳng hạn thầy cô cũng đâu có thể hỏi một cách trực tiếp em có đi không, đúng không ạ? Mà người ta chỉ nói à tôi nhận được rồi, đúng không, thông qua cái này tôi chấm điểm thôi, do đó thì sẽ có một số điểm cao, sẽ một số điểm thấp. Tuy nhiên vấn đề là cái gì cũng phải đầy đủ cho tôi. Tôi đi học cũng vậy, viết cho nó dài mà đừng có viết ngắn quá, đúng không ạ? Từ khi là toán tiết thôi, toán thì phải làm chính xác thì không nói, nhưng mà những cái môn mà gì chúng ta cứ phải dài vào, đúng không ạ? Đảm bảo không rớt cái đã, đúng không ạ? Tất nhiên đừng có viết lan man. Rồi mời ý kiến bạn khác nào. Để mà tôi thì có rất là nhiều các cái mẫu về của các khóa trước, thôi thì để tôi kiếm cho một cuốn, mà cái này thì chắc là nó không, cái này là cuốn thôi, cũng tôi để cho chúng ta coi để chúng ta viết hả, thì cuốn tốt nhất không biết là tôi để đâu rồi, nhiều lắm, mỗi mỗi học kỳ mỗi năm là tới 10 bạn, bao nhiêu năm rồi giờ đã đóng. Thôi thì tôi sẽ kiếm một cuốn cuốn nào mà tôi cảm thấy hay nhất tôi gửi cho các bạn làm mẫu nhé, theo đó mà theo. Rồi các bạn có ý Thế kiến thầy cho nhiều cuốn đi thầy. thì cho nhiều cuốn, nhưng mà khổ cái làm thế nào để tôi đưa đưa được các em, nó là cuốn nó không phải phần mềm, riêng cái sổ thực tập là nó là dưới dạng là tại vì các anh chị là gửi cho mình cuốn, tại vì các em lưu ý là cái cuốn đó phải có, mặc dù có gửi cho tôi mail nhưng mà mail bây giờ tôi lọc không ra đâu, do đó thì mình sẽ gửi cho cái cuốn nào hay nhất. Scan thầy ơi. Sao scan hả? Nó dày lắm, không phải đơn giản đâu, để tôi kìm ra, tôi đưa cho một cuốn. Rồi về chuyên đề tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp thì chắc là mẫu đầy rồi đúng không, chúng ta đâu cần nữa đâu, có cần không tôi gửi cho một cuốn Có nữa. Để mình kiếm đó, tại vì rồi. các em Cho tụi em xin mẫu không đề nhiều lắm cương thầy nha. ơi. Hả, cái mẫu đề cương chúng ta có chưa?
Dạ chưa có mẫu bài luôn thôi chứ chưa có mẫu đề cương. À vậy hả? Ok, để các em lưu ý ngày mai đi. Mai mốt mốt kia được nghỉ mà, để mình sẽ tập hợp lại nhé. Thì chắc là có gì thì mình sẽ đưa cho bạn Nguyên, scan gì đó thì bạn Nguyên scan cũng gửi cho lớp luôn nha. Mình sẽ đưa một số cái mẫu bài nào tốt tốt một tí để chúng ta coi nha. Rồi. Rồi vậy đi. Rồi, còn ý kiến gì nữa không? Dạ thưa thầy, nếu như mà mình đi thực tập ở chi nhánh nhưng mà mình lấy số liệu của tổng công ty xong Quá rồi chi tốt. nhánh xác nhận thì có được không thầy? Nước thật ra là quan trọng em có lấy được cái số liệu của tổng không nhé. À, nếu mà đúng ra các em nên làm ở những cái doanh nghiệp mà nó lớn, tại vì nó có sẽ có tổng và chi nhánh đúng không ạ? À? Đặc biệt là ngân hàng mà lên các em mà lấy được cái số liệu của tổng á, thì có nghĩa là của tổng thì nó sẽ viết cả một cái hệ thống của một cái doanh nghiệp đó, thì đảm bảo điểm nó sẽ cao hơn. Không phải là tôi không nói giám điểm cao hơn, nhưng mà dù gì nó sẽ có một cái bức tranh toàn cảnh về cái doanh nghiệp đó. Đó là do tại sao mà các em thấy đi, em đi thực tập cái doanh nghiệp nhỏ quá nên cuối cùng chúng ta viết một cái cuốn người ta nhìn vô thấy chẳng có gì cả. Đúng không ạ? Mà không có gì cả thì nó lại ảnh hưởng tới điểm các em, nên ngay từ đầu á, ở đây thì mình không, thực ra thì cũng không có không không yêu cầu các em phải chọn doanh nghiệp to nhỏ lớn bé gì đâu. Tuy nhiên có một cái khái niệm rằng là nhỏ thì chúng ta chẳng có gì để viết cả. Còn mà lớn thì đảm bảo chúng ta viết cái gì cũng hay cả, tại vì số liệu nó quá nhiều, đúng không ạ? Có số liệu của tổng thì càng hay nữa. Theo tôi nghĩ như vậy, không biết là thầy cô mà hướng dẫn các em có chấp nhận hay không, nhưng mà đối với tôi chẳng hạn như là chúng ta thực tập ở chi nhánh ngân hàng nào đó ở Đà Lạt đi. Tuy nhiên vấn đề là số liệu, tất nhiên số liệu phải chính xác một tí đúng không ạ? Mà nó thể hiện cả một cái tập đoàn đó là gỗ lắm đấy. Đúng không ạ? Hoặc là đó, cái tuy nhiên thì vấn đề chúng ta phải hỏi thầy cô thực tập một tí. Chẳng hạn như là em có điều kiện doanh nghiệp đó có thể, chi nhánh đó có thể cung cấp cho em cái số liệu tổng thì em có thể viết theo tổng được không? Thật ra đối với tôi là càng tốt, tại vì nó thể hiện đầy đủ đúng không ạ? Ừ, rồi chúng ta có đặt câu hỏi nữa không? Dạ thưa thầy, em có câu hỏi là dạ Ừ, mình nghe này, mình nghe này. dạ ý là mình đi thực tập, mình làm chuyên đề rồi là học kỳ 2 mình khỏi làm một khóa luận đúng không thầy? Thật ra nó có hai sự lựa chọn, đó là khóa luận tốt nghiệp và chuyên đề tốt nghiệp. Thì đa số chúng ta đều làm chuyên đề tốt nghiệp, còn khóa luận tốt nghiệp thì chỉ dành cho những bạn có cái điểm tích lũy cao, hình như là 2.5 trở lên hay sao á, tôi cũng không nhớ lắm. Đúng không? Tuy nhiên thì vấn đề là chọn một trong hai thôi, chứ không có chọn cả hai. Có nghĩa rằng là đã làm chuyên đề tốt nghiệp thì không làm khóa luận, đã làm khóa luận thì không làm chuyên đề tốt nghiệp. Còn vấn đề là chúng ta lựa chọn thì phụ thuộc vào chúng ta. Chẳng hạn như là căn cứ vào điểm tích lũy thì các em có thể đề xuất lên khoa là em làm khóa luận tốt nghiệp. Còn không thì nếu mà chúng ta đủ chấm, chẳng hạn như là chúng ta làm chuyên đề tốt nghiệp thôi. Một thôi, một trong hai thôi chứ không thể nào làm cả hai. Dạ cảm ơn thầy. Rồi mình nghe. Còn bạn nào nữa không? Ta ý kiến hết đi để mà mình tổng hợp lại, có những cái gì mình không 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 trả lời được thì mình sẽ hỏi. Tại vì dù gì thì nó còn mới đúng không ạ? Bữa nay mới ngày 10 19, chúng ta mới thực tập là tính từ ngày 15 đúng không? Tôi đang cho cái nhóm của tôi thêm 10 ngày nữa để mà chọn. Thoải mái đi. Ở chơi vậy thôi. Đóng dấu thì tất nhiên là em phải có sự đóng dấu xác nhận của cái công ty mà em thực tập nha. Chẳng hạn ít nhất là từ giám đốc của doanh nghiệp đó trở lên để mà ký xác nhận vào, kể cả cái cuốn sổ nhật ký. Cái sổ nhật ký của các em cũng vậy, phải có sự đóng dấu xác nhận của cái cơ quan của cái doanh nghiệp mà nhận các em thực tập. Thì phải giám đốc của công ty đó, thông thường phải giám đốc của doanh nghiệp đó đóng dấu ký vào. Chứ nếu mà chúng ta nộp hai cái cuốn mà không có nhận xét cũng như là đóng dấu xác nhận của cái doanh nghiệp đó thì thầy cô không chấp nhận. Theo quy định là bắt buộc phải có khi mà chúng ta nộp. Tuy nhiên thì vấn đề là khi mà chúng ta nộp thì nó sẽ có trải qua một đến hai lần thầy cô sẽ sửa, chẳng hạn như là sửa cho chúng ta cái nội dung trước khi mà chúng ta nộp chính thức. Thì như cái nhóm của mình trước đây thì mình chỉ yêu cầu một lần thôi, chẳng hạn như là sau khoảng
10 ngày trước khi nộp chính thức. Tất nhiên rồi cũng là nộp cho tôi cũng chấm thôi. Đó là do tại sao mà tôi để ở nhà quá chừng là vậy. Có một cái khái niệm, và các em lưu ý là hiện nay sẽ có 2 người chấm chứ không phải 1 người chấm đâu. Đó là do tại sao mà chúng ta cần phải làm cho nó một cách chỉnh chu. Ngoài cái vấn đề là giáo viên hướng dẫn chấm xong thì cái cuốn của các em sẽ đưa cho trưởng bộ môn chấm nha. Và vấn đề là có thể là cái điểm nó có thể thật ra thì không thể lên được, đúng không ạ? Có thể là thấp xuống, tại vì đó là còn phụ thuộc vào trưởng bộ môn nữa. Chẳng hạn như là ở khoa, không biết là tới thời điểm đó thì cô Thảo còn làm trưởng bộ môn nữa không. Tuy nhiên thì cô Thảo thì dù gì cũng dễ, theo tôi nghĩ vậy. Nhưng mà chuyển qua trưởng bộ môn khác thì sẽ khó lên, thì các em cũng lưu ý. Do đó thì vấn đề là ngay từ đầu các em phải viết một cách chỉnh chu, đúng không ạ? Chẳng hạn như là tôi sẽ yêu cầu viết một cách chỉnh chu thì điểm coi như là sẽ không thay đổi. Chứ có một số trường hợp chẳng hạn như là học kỳ vừa rồi thầy cô cho 9 điểm nhưng mà đưa qua trưởng bộ môn cho 7 điểm rồi, thì tất nhiên rồi trưởng bộ môn là người quyết định cuối cùng mà, vấn đề là điểm soạn hạ xuống 7 điểm rồi cho 7 điểm, trưởng bộ môn coi xong cho 6 điểm. Thì đó là lý do tại sao mà coi như là từ 6 đến 7, từ 7 đến 8, từ 8 đến 9 là chúng ta thấy rằng là ABCD rồi, đúng không ạ? Nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó các em cũng cần lưu ý chỉnh chu ngay từ đầu để mà đạt điểm cao nhất. Thì nhóm của tôi cũng cố gắng, không phải riêng nhóm của tôi mà tất cả các em cũng nên cố gắng một tí. Chẳng hạn tôi thử cho cái điểm A coi thử, đúng không? Để đưa cho trưởng bộ môn, đúng không? Trưởng bộ môn hạ xuống thì B thôi. Bây giờ lỡ may đưa điểm B trưởng bộ môn hạ xuống C sao, đúng không ạ? Tội các em. Tôi nói chơi vậy thôi, nhưng phải chỉnh chu ngay từ đầu. Thì chỉnh chu ngay từ đầu thì các em, cái người mà chấm điểm như tôi đi, tôi chấm điểm tôi có thể cho maximum. Bởi vì vấn đề là có parent thì nó dễ hơn ở chỗ rằng là mình hướng cho các em là cái chỗ này thiếu rồi, thiếu thì sẽ không có điểm, bổ sung vào. Chứ trước đây nó khó lắm. Trước đây khi mà mình chấm điểm nó hơi mang, kể cả các thầy cô khác sau này mãi sau này một thời gian 4-5 năm sau mới có cái ba đem vạch, mới có gần đây thôi, chứ trước đây không có, dẫn đến là khi mà chẳng hạn như là các thầy cô khác chất vấn tôi tại sao anh cho điểm em, tại vì tôi thấy nó đầy đủ, còn mà nói ba đem thì cũng chẳng có một cái ba đem nào phụ thuộc vào tôi thôi, và tôi cảm thấy em đó thực tập tốt, viết đầy đủ nội dung rất là chính xác, các nội dung cơ bản đều có cả, thì tất nhiên rồi tôi không thể nào mà cho điểm B được. Thì điều đó có nghĩa rằng là thầy cô cũng vậy, các thầy cô khác cũng vậy, đúng không ạ? Thầy cô nào khó tính thì khác, thầy cô nào dễ tính thì đơn giản hơn. Tuy nhiên thì vấn đề bây giờ có ba em rồi thì nó dễ hơn, đối với tôi nó sẽ dễ hơn để tôi có thể gì đảm bảo xác nhận rằng là cái điểm đó là chính xác ở chỗ rằng đi các em đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Chẳng hạn như là để đạt điểm B cũng tương tự như chúng ta đi thi vậy thôi, thì phải có thế này thế kia thế nọ, đúng không ạ? Đạt điểm A thì các cái tiêu chí đầy đủ phải có. Thì tất nhiên rồi, nó có một cái khái niệm, đó là chúng ta phải hợp tác với lại thầy cô. Tại vì trước khi thầy cô chấm điểm chính thức thì nó sẽ có khái niệm là thầy cô sẽ sửa bài cho các em những cái nội dung nào còn thiếu thì nên bổ sung. Và có một cái đặc điểm rằng là nên hợp tác một tí. Ở đây thì tôi nói chúng ta một hiểu một điều là có một số bạn không gửi luôn, có nghĩa rằng là tới ngày tất nhiên rồi giảng viên người ta đến nỗi là người ta phải gọi điện hay là gửi mail nhưng không gửi, cuối cùng là đến ngày cuối cùng mới đi gửi, cuối cùng là điểm coi như là xong. Một số thầy cô khó tính còn không chấp nhận chấm điểm luôn, có nghĩa là coi như là đánh rớt luôn. Do đó thì vấn đề là các em lưu ý là chúng ta cần phải hợp tác. Chẳng hạn như thầy cô chẳng hạn như là bao giờ thầy cô cũng chủ động, chẳng hạn như tôi cũng chủ động rằng là còn khoảng 15 ngày nữa là đến cái hạn chấm điểm, thì trước 10 ngày em cố gắng nộp cái cuốn bản thảo cho mình để mình chấm bổ sung hay không. Có nghĩa là không phải chấm mà mang tính chất là để mình đặt trước có cần bổ sung vấn đề gì hay không. Thì thật ra là mình luôn luôn mang cái hướng tích cực, đó là cho các em điểm tối đa, chứ mình cũng không có khó khăn. Thì thật ra thì đa số thầy cô hiện nay cũng vậy, không phải không ai khó khăn đâu, người ta chỉ dựa đã có ba em thì rất là dễ cho thầy cô chấm. Do đó cái điểm đảm bảo nó cũng sẽ cao hơn, tuy nhiên nó cũng có thể thấp hơn.
do đó thì các em thứ nhất là một tháng chúng ta thi thực tập, một tháng còn lại chúng ta tập trung viết, tránh trường hợp copy quá nhiều, nhớ nha, đừng có ngồi đó mà bưng luôn của ông kia vào. Mà chúng ta cần phải có sự chọn là người ta cũng không, tại vì vấn đề người ta cũng không có bắt buộc em phải phải viết nặng chữ ra, nhưng cái gì nó cũng phải phải có sự chọn lọc, đúng không? Là những cái thông tin, những cái nội dung nào chúng ta cần đưa vào thì chúng ta cần phải chọn lọc, để mà lỡ may có trường hợp là đưa qua cái hệ thống thì thật ra thì 30-40% thì được, cho lên 80 đến 90%, 100%, đặc biệt là có các anh chị mà tại chức còn để có đến nỗi còn để tên của một cái người nào đó rồi nộp luôn, quên xóa tên, dẫn đến là thầy cô cho rớt luôn, đúng không ạ? Do đó thì các em cũng cẩn thận để tránh cái trường hợp là rớt thì nó bị ảnh hưởng, có nghĩa rằng là chúng ta nhiều lúc chúng ta phải mất cả năm, đúng không ạ, để chúng ta có thể làm lại được cái chuyên đề tốt nghiệp. Nó lại rất là tốn thời gian, tốn kém về tiền bạc, đúng không ạ, cũng như là ảnh hưởng tới mọi thứ trong chúng ta. Rồi rồi có bạn nào hỏi gì nữa không? À, không viết được 40 trang thì điểm thấp đi chứ sao? Có một cái khái niệm nhớ nha, là thầy cô sẽ coi trang trước nha. Đó, khi mà chấm điểm nha, thứ nhất là đủ, đúng không ạ? À? Đủ phải hai cuốn, thiếu một cuốn là xong, đúng không? Hai cuốn là gì? Sổ nhật ký và chuyên đề tốt nghiệp. Cái thứ hai là người ta sẽ coi số trang. Thực ra cái nội dung của các em chấm nhanh lắm, chấm nhanh vô cùng, cái nội dung chẳng có cái gì cả, nó không phải giống như chấm toán chấm gì đâu mà khó khăn, đúng không ạ? Nhưng mà người ta sẽ đếm đó, đúng không ạ? Dở trang như tôi đây chẳng hạn, dở trang cuối, dở trang sau, đúng không ạ? 40 trang thì 6 điểm thôi. À, vấn đề là nội dung, chưa nói về nội dung nên cố gắng viết dài ra so với cái quy định tối thiểu, đúng không ạ? Cho chẳng hạn như là tối đa là 40 trang, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng viết thành 45 50 trang, đúng không ạ? Chứ mà thấp hơn thì là thấp điểm. Cái đó là cái cũng nó có những cái barem, mà barem đầu tiên là gì? Đủ số trang. Giống như các em đi viết mà nếu mà thi IELTS đi. Các em biết có thi chưa? Như tôi thời xưa tôi thi IELTS á, chẳng hạn nó có bài luận đó. Có bài luận có hai bài. Như hai bài ba bài lâu lắm rồi thì không không đi thi quên rồi. Cái bài đầu là tối thiểu là 150 từ. Tôi ngồi tôi viết từng từ. Tại vì đảm bảo viết thiếu thì nó trừ điểm rất là nhiều. Mà rồi một cái bài luận mà viết không đủ 3 phần. Chẳng hạn cái bài lớn thứ hai là hình như 250 250 từ, đúng không ạ? Viết đủ 3 phần, phần thân bài, phần mở bài, phần thân bài, phần kết luận. Nếu mà em làm y chang nó, đảm bảo cái điểm mà tất nhiên rồi, nội dung thì cũng không hay lắm nhưng mà đúng chính tả thì nó đã cho em 6 chấm rồi. Nếu mà em thi IELTS bài luận đó, đúng không ạ? Rồi lúc đó sau khi mà xong đó rồi, đúng không ạ? Chúng ta cố gắng viết lên 300 từ. Đúng không? Nội dung kéo dài thay vì thân bài một phần thì viết thành hai phần. Nó cho em 6.5. Tôi đảm bảo. Còn vấn đề là nội dung nó không quan tâm. Nó đọc hiểu là được, đúng chính tả là được, không cần phải từ hay. Thì tương tự như vậy khi mà chúng ta viết chuyên đề tốt nghiệp thì cũng như vậy, đúng không ạ? Người ta cũng thầy cô chẳng hạn như ta một cái quá trình 2,5 tháng viết gì có 40 trang. Mặc dù là tối đa là 40 trang, đúng không ạ? Người ta nhận xét như vậy, dẫn đến viết cho tôi khoảng 50 trang, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái nội dung chính thì tất nhiên là khi mà chúng ta xác định vấn đề thì các em bao giờ chúng ta cũng phải giới thiệu sơ bộ về cái doanh nghiệp đó, cũng như là thầy ví dụ gì đây, thầy ví dụ mình không tìm được doanh nghiệp thì sao thầy? À thì đúng rồi, không tìm được doanh nghiệp thì báo liền cho trường, đúng không ạ? Báo liền cho khoa để khoa sắp xếp. Chứ đã đi thực tập mà không có doanh nghiệp thực tập thì làm sao mà có thể thực tập viết chuyên đề tốt nghiệp được, đúng không ạ? Do đó thì Quang em đã có nơi thực tập chưa? Dạ có, mà em thấy công ty nó nhỏ nên đang định kiếm cái nào lớn hơn đó thầy, mà tại vì dịch nên cũng công ty người ta ít nhận đó thầy. Thì thế nó căng thẳng. Em ở đâu ta? Dạ em ở Đà Lạt thầy. À, Đà Lạt thì có thể rằng là
khoa sẽ sắp xếp nếu mà chúng ta không tìm được. Do đó thì cứ vấn đề là từ đây nè, bữa nay là ngày 19, từ đây đến hết tuần sau mà bạn nào vẫn còn chưa tìm được nơi thực tập thì thông báo mình, để báo mình báo về khoa đi, để khoa có thể là phải sắp xếp cho các em, đúng không ạ? Theo mối quan hệ của khoa thì khoa phải sắp xếp đấy, đúng không ạ? Đặc biệt là Lạc thì dễ, đúng không ạ? Là Lạc này thì dễ mà. Do đó thì cô trưởng khoa cô Thiên thì cũng đã nói rằng là hãy để cho các bạn tự thân vận động. Do đó thì cả chiều nay cũng nói là thôi thì để cho sinh viên tự thân vận động trước khi mà khoa can thiệp. Tuy nhiên thì khoa can thiệp thì đảm bảo chúng ta sẽ có, tuy nhiên ở mùa mùa dịch này thì nó cũng khó khăn một tí, nhưng nếu mà có sự giới thiệu của khoa thì đảm bảo các em sẽ có nơi thực tập mà thôi, không phải lo. Rồi rồi, các câu hỏi gì khác nữa không? Nếu không có câu hỏi gì thì để ngày mai mình sẽ kiếm các cái nội dung. Thứ nhất là cái đề cương, hình như là phải có chứ. Rồi thì mình sẽ tìm kiếm cái nội dung là đề cương. Ngoài ra thì mình sẽ tìm kiếm một số các cái mẫu mà các anh chị trước đã viết một cách tốt nhất, đúng không ạ? Tất nhiên rồi thì không phải là ai cũng viết tốt cả. Tuy nhiên thì trong những cái cuốn tốt nhất thì mình sẽ lấy ra, mình sẽ gửi cho bạn Nguyên, đúng không ạ? Cho chúng ta tham khảo. Kể cả cái cuốn chuyên đề tốt nghiệp thì có thể là nhờ bạn Nguyên scan ra rồi gửi cho lớp tham khảo, và mình cũng sẽ cố gắng tìm một cái, không phải cố gắng, nó ở trên mail thôi, mình tìm cái ba rem để mà, tại vì cũng mới được xây dựng ra thôi, chấm điểm liên quan đến chuyên đề tốt nghiệp thì các em cũng có thể tham khảo những cái nội dung đó để đảm bảo rằng cái cuối cùng của chúng ta là đạt điểm tốt nhất, đúng không ạ? Liên quan đến cái chuyên đề tốt nghiệp này thông qua cái sổ nhật ký và cái chuyên đề tốt nghiệp. Rồi ngoài ra thì hầu hết các bạn đã tự đánh giá cái điểm rèn luyện của mình trên hệ thống rồi, đúng không? Nếu mà nói về đánh giá điểm rèn luyện thì chúng ta có thắc mắc gì không? Rồi không có thắc mắc gì thì sắp tới nhờ bạn Nguyên chuyển điểm, nhờ bạn Nguyên đánh giá điểm các bạn lại và chuyển điểm cho mình để mà mình gửi về khoa nhé. Rồi nếu không có gì thì chúng ta kết thúc cái cuộc họp hôm nay ở đây nha. Chúc các em một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Coi như là cuối tuần rồi, ngày mai chúng ta được nghỉ rồi mà, đúng không? Rồi, thôi chào các em nha.